Chào cả nhà, chúc cả nhà mình ngày mới thật là vui nha. Thì đây là mâm cơm của nhà mình hôm nay nè. Là những cái món cua. Ví dụ như là cua chiên với lại trứng, cùng với lại canh mồng tơi cua, nước mắm chua ngọt, rau nhà. Thì ở đây là mình ăn hôm nay là rau sống nè, cũng là rau nhà trồng. Cũng như là cái món canh mồng tơi này cũng là nấu với cua nè, cũng là nhà mình trồng. Thì mời cả nhà mình cùng mình đi hái rau nha, và xem tham quan khu vườn rau của Kỳ Trương ngày hôm nay nó tươi tốt như thế nào nha. Sáng nay mình thu hoạch được mớ rau nè cả nhà. Đây rau mồng tơi được 2 rổ luôn. Phía này là trái thụ đù nó chín, cái bên là cái cây thụ đù nè cả nhà. Cây này cái mới nè, nó trái rất là to luôn, to lắm nha. Ủa, đụng cái chín luôn, trái to. Đây có một trái vàng vàng nè, đụng cái là chín, là chín rồi đó cả nhà. Nè nè, được mấy trái. Mình ngồi đây mình lặt rau mà nó rung rinh cái cành đó, mình rung rinh nè, rung rinh cái cành mà nó chín là nó rụng luôn nè. Đây là rau dền, được một rổ rau dền. Rau này thì mình chưa lặt, chút mình xuống mình lặt, tại phía trên này nó nắng quá. Mớ mồng tơi này, mồng tơi đây nè đó, mình mới tranh thủ lặt được mớ. Đây là hoa giấy của ban công nhà mình nè cả nhà, nên thành ra này mình trồng cũng lâu rồi. Bây giờ còn khoảng chừng mấy tháng nữa tới là chuẩn bị bỏ phân vào cây chậu bông giấy này. Cả nhà thấy nó già nó cỗi rồi nhưng mà nó ra bông liên tục. Cây thụ đù mới nãy mình mới quay nè, nó nằm ở trong cái chậu sành như thế này cùng với lại cái me buổi sáng. Rau muống nhà mình đã lên rồi nè cả nhà. Bữa hổm mình quay cho cả nhà thì nó khoảng được 10 ngày thôi, hôm nay lên rồi chuẩn bị ăn rau muống. Đậu rồng bắt đầu cũng mình bỏ bớt cái lá bình bát á, bữa hổm nó bò nhiều lắm á, nên thành ra bây giờ nè nó ra bông nè, có chỗ để mà nó ra bông nè, dâu tầm nè, nó ra bông nhiều lắm, nhiều lắm cả nhà. Hôm bữa mình quay á thì nó ít thôi, sao hôm nay khoảng chừng được tuần nè nó ra bông xung quanh luôn rồi. Cái trái đậu rồng bữa hổm mình quay thì hả bây giờ nó già luôn rồi nè cả nhà. Này, đó bông đẹp chưa? Đó. Ở đây là hoa dừa cạn cùng với lại xả quế. Để hôm nay mình quay bên phía bên kia nha cho cả nhà cùng thấy nè. Quá trời cái khay nè, mình đang sửa sang lại, cả nhà mình đang sửa lại nè. Đó, mình bỏ ra bớt trồng rau. Rồi mình quay qua phía bên kia nha. Đây là mình thu hoạch ở trên cái khay này không có cả nhà, thì nó rất là nhiều, với lại ăn không hết đó, nó già đó, phải cắt bỏ bớt đi. Rồi bắt đầu mình mới bỏ phân vào để cho có đợt sau ăn nữa. Này, trồng trong cái rổ đỏ luôn. Rổ này là đựng đồ chơi, sau này là nó bị hư á, nên thành ra mình tận dụng để mà mình trồng rau luôn. Có những cái lỗ phía ngoài như thế này nè, cho rau nó mọc ra nè.
Còn phía bên đây là đó, mình tỉa salad từ từ mình ăn. Mình nhìn cơm với lại salad. Đợt trước mình có quay cho cả nhà thấy rồi đó. Này, đây là những cái khay mới nè, vị trí của mấy cái khay nè, mình bỏ bớt ra nè. Đó. Để bắt đầu mình trồng cái mới. Mình dồn dọn dẹp rồi, dồn đất cát vào trong một cái ấy. Đây, một bao đất nè. Phía này cây cóc bữa hổm mình mua, bây giờ mình cho xuống luôn, xuống chậu luôn rồi. Rất là tươi. Phía này là mình đang trồng rau càng cua nè cả nhà. Mình thấy nó mọc nhiều quá nên thành ra phía nhà mình là trồng vào chậu luôn, cho dễ hái. Được hai khay rau càng cua. Mình lấy cái hạt già nè. Đây đây nè, những cái hạt già như thế này nè. Mình rải xuống với lại mình ngắt mình đứng những cái cây con á, mình trồng xuống nè. Có hạt thì nó mốc nó lên rất là lẹ luôn. Con cua nè, nó già lắm nè cả nhà. Con cua này là ăn gỏi rất là ngon. À, cả nhà ơi, đây mồng tơi của nhà mình nè, mình rửa rồi nè. Ở đây là mình nấu một lần ăn đây, rất là nhiều, tại rau nhà nên mình cũng thích ăn rau nên mình rửa rất là nhiều. Còn phía này là một cái rổ rau mồng tơi còn lại nè, mình sẽ cất trong tủ lạnh, mình để ráo mình không có rửa, mình bỏ vào trong cái bọc ni lông rồi mình bỏ vào ngăn dưới tủ lạnh á. Rau ở nhà mình trồng á nên thành ra cái lá nè rất là dày và để trong tủ lạnh được rất là lâu ngày. Còn nếu mà khi mà mình mua ở ngoài chợ á, khi mà mình bảo quản trong tủ lạnh ở dưới á, ngăn dưới á, nó được một hai ngày là bắt đầu nó úng lá rồi và mình sẽ đem đi bỏ chứ ăn không có được. Có thể là ở ngoài người ta bán, chắc là có thể là dùng nhiều thuốc phân bón nhiều quá nên thành ra rau nó dễ bị dập úng hơn là rau nhà mình. Tức là mình để cũng đủ ngày mình mới ăn, mình mới hái, chứ không phải như ở ngoài người ta kinh doanh, người ta bán thì người ta sẽ thời gian hái thu hoạch rất là nhanh. Thì đối với lại rau mồng tơi nấu canh thì mình sẽ cắt, mình sau khi rửa mình cắt khoảng làm 4 như thế này nè, cho nó nhỏ dễ ăn. Đây là cái nồi nước cua của nhà mình nè. Sau khi mình mua 1 kg cua về thì mình sẽ lược lấy nước và để gạch riêng. Phần gạch đó thì mình sẽ xào với lại hành tím. Sau đó mình sẽ dùng nước lược cua, mình đổ vào, mình nấu lên thì mình lấy ra cái xác riêng. Đây là hai phần, phần này là để bây giờ mình nấu nè, còn phía bên đây là mình để dành chiều mình nấu ha. Còn phía này là cái phần cua đó, sau khi mình nấu thì cái xác cua nó sẽ nổi lên thì mình sẽ vớt ra, mình đập vào trong cái phần cua đó vài vỏ trứng nêm nếm vừa đủ ăn, ví dụ như là bột nêm nè, một ít bột ngọt cũng như tí xíu muối, rồi mình sẽ chiên lên như là chiên trứng bình thường. Đây, mình ăn kèm với lại nước mắm. Đây, đây tô nước mắm làm sẵn nè, với lại một rau sống. Mình nấu cái nước riêu cua nè. Đó, mình nấu cho nó sôi rồi mình bỏ vào rau vào thôi, rất là đơn giản. Khi mà rau chín thì mình nêm lại bột nêm, muối, thích ăn đường thì cho thêm tí xíu đường ngọt ngọt. Và thêm bột ngọt, nếu nhà nào mà ăn bột ngọt thì mình cho bột ngọt, rồi mình nêm theo cái khẩu vị của gia đình mình. Đó. Thì cái canh riêu cua này rất là đơn giản, dễ nấu, chỉ có quá trình hơi luộc á, mình lấy cua, mình lấy nước á thì nó hơi lâu thôi, tại vì lúc đó mình sẽ
ở ngoài chợ bán thì người ta sẽ làm sạch cho mình. Mình về mình chỉ lược, thì lược 2-3 lần nước là được rồi. Mà mình kỹ thì mình lược cho kỹ chứ không thôi có sát thì ăn không sẽ không có ngon. Mình nấu khoảng chừng 1 tô canh là được rồi cả nhà. Thì khi mà sôi thì mình sẽ nêm lại ha. Đây cái nồi canh cua của mình nè cả nhà, xong rồi. Mình sẽ tắt bếp ha. Ở đây là cái nước cua còn lại mình sẽ cất tủ lạnh. Ở đây mình xào với màu gạch rất là đẹp. Thôi chúc cả nhà mình ngày mới thật là vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp nha.